Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của bên Michael Audio. Và trước mặt các bác là những dòng lọc bãi xịn của thương hiệu DOD, một dòng hàng của Mỹ các bác nhé. DOD 231, một dòng hàng khá hiếm với dòng lọc DOD này. Thì hôm nay lô của bên Michael Audio về tổng số được là 14 chiếc các bác nhé. Hiện tại thì chỉ còn 10 chiếc thôi. Những bác khách quen mà em đang trên Zalo cũng như là Facebook thì các bác có qua tận nơi để lấy rồi. Lần này về hàng rất là đẹp, bên em sẽ bảo hành cho các bác 1 năm sử dụng. Bên em sẽ bảo hành cho các bác 1 năm các bác nhé. Thì với cái dòng lọc DOD này thì tiếng chép rất mềm và cái bát sâu, lời rất là sáng, bao cho các bác hay hơn những cái dòng lọc mà các bác đang sử dụng với những dòng lọc mới mà các bác mua từ giá 3 triệu trở xuống các bác nhé. Đó, kể cả những dòng lọc DBX mà các bác đang sử dụng dòng lọc mới nhé, mua 2 triệu rưỡi một chiếc không bao giờ bằng nó luôn các bác nhé. Đây các bác có thể nghe trực tiếp nhá. Em gái hỏi chàng ơi, sao anh đắm say trong khúc nhạc ân tình, trời cho tiếng hát nên anh thường ngân nga, đời anh đang sống như con tầm nhà thơ, người yêu đã cho. Tổng cộng của một chiếc lọc DOD này là 66 cần gạt cả hai tầng các bác nhé, hai tầng riêng biệt 66 cần gạt. Và bây giờ em sẽ quay cụ thể để các bác cùng xem cái nội thất. Nếu mà các bác yêu quý cái kênh của bên em thì trên kênh rất là nhiều video về dòng lọc DOD, Code Saver hoặc là dòng vang. Đó, các bác nhìn những dòng hàng xịn sò thì nó sắc nét từng chi tiết, kể cả những cái dòng chữ dập trên main các bác nhé. Đó. Đó, các bác nhìn này. Đây, cả những cái phần cáp nối với nhau thì các bác nhìn này, rất là sắc nét. Đây là phần nguồn các bác nhé, hai nguồn riêng biệt cho hai mạch lọc các bác nhá. Bên dưới các bác nhìn mặt bên dưới này, đó mạch bên trên các bác nhé, mạch bên dưới, mạch bên trên. Bao chất âm hay cho các bác nhá, bảo hành 1 năm cho các bác sử dụng. DOD 231. Và đây là mặt sau các bác nhé, sử dụng dòng điện là 220V đến 240V, 22W các bác nhé. Đó, công nghệ của Mỹ các bác nhé, USA. Đầu vào của nó thì sử dụng 6 ly Canon và đầu ra cũng vậy. Lô hàng đẹp xuất sắc. Nào yêu đi đâu, cơn mê tình ai tìm về. Đó. Đây em giải hết xem qua nhá. Vào thời gian mới yêu bỗng thấy vui vui nhiều, mộng mơ khi mới yêu biết giận hờn vu vơ. Ok,
em cũng xin giới thiệu qua, các bác có thể quan tâm thêm, các bác nhớ vào phần nội dung nhé. Em sẽ để những cái video bên dưới nội dung để các bác có thể xem thêm với những cái clip năm 2019 mà bên em về những cái dòng hàng này, hoặc là những cái bộ karaoke ghép về những cái dòng lọc DOD này. Ok, em xin được kết thúc video. Các bác đừng quên like và đăng ký kênh. Và số bên em các bác có thể đăng ký Zalo hoặc trực tiếp với số điện thoại là 0977 434 361. Vâng, em Michael, em xin mến chào tất cả các bác.